Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái cách mình vẫn thường dùng để kiểm tra một cái mạng wifi yếu nha. Đầu tiên thì mình sử dụng wifi MasterKey để kiểm tra xem wifi này có bị bẻ khóa hay không nha bạn nha. Mỹ Duyên. Cái wifi này đâu có bị bẻ khóa. Miếng giấy. Đâu viết thường đâu có viết khoa hả? Sao không đúng? À, chắc biết hoa. Cái trình duyệt Chrome, Google Chrome của mình nó bị mát mát rồi mà. Đôi khi nó vào được, đôi khi nó còn không. Để thử lại một lần nữa, nếu không được mình sẽ dùng trình duyệt của Samsung nha. Internet sao của Samsung. Cầm chơi nha. Đổ ra. Bây giờ chúng ta sẽ dùng trình duyệt của Samsung nha. Vào liền mà ha. Do cái Google Chrome của điện thoại mình nó bị hỏng phần nào, lâu lâu nó vào không được. Rồi đành nhập tên và mật khẩu vào thôi. Bình thường. Rồi trước tiên thì mình kiểm tra C-Hao xem tín hiệu có tốt hay không. Đó, bạn thấy 21 là khá là tốt. Và cái này là kiểm tra cái bao nhiêu máy đăng nhập vào cái modem này bạn nha. Tức là bao nhiêu máy đã sử dụng, thấy khá là nhiều. Nếu bao nhiêu đây mà đồng loạt xem TV hoặc là xem video trên YouTube thì bảo đảm cái mạng của bạn nó sẽ bị chậm hoặc bị lắc, nó làm nhãn ha. Khá là nhiều. Đó, đây là cũng là một cách để kiểm tra bạn nhé. Ủa, cái wifi mình có xài máy tính không em? Bây giờ chúng ta sẽ dùng bit test đo thử tốc độ cái bao nhiêu bạn nha. Xem nó có đạt được cái gói cước mà đăng ký hay không nha. Đâu rồi?
Đó, bà thấy tín hiệu khá là tốt không? Đo mà nó úp lên như thế này là rất là tốt. Có, mình có xài máy tính không? Có xài laptop. À, laptop hả? Bởi vì anh đăng nhập vô, anh thấy có một cái máy tính đăng nhập vô mà không biết, anh tại đây thấy không có cắm dây. Rồi bây giờ muốn đổi mật khẩu gì nè? Khẩu nè, chữ hoa, chữ thường, chữ số. Hoa, chữ thường, chữ số ha. Dạ. Rồi muốn đặt sao đặt, anh biết. Chú đặt sao cũng được đi. Sao ta? Chữ Mỹ Duyên phải không? Dạ. Bây giờ đặt viết chữ M hoa nha. Dạ. Mỹ thường đi nè. Rồi Duyên thường nha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Hai chữ A cộng. Dạ. Nói như thế này nha. Chữ M viết hoa nha. Dạ. Dạ. Cái modem này có tắt mở thường xuyên không hay để hoài vậy? Dạ có tắt mở. Ừ, mở tắt mở cho nó nhận tín hiệu mới cho nó mạnh nha. Chứ lẽ mở hoài chứ tín hiệu nó yếu chứ. Mày biết gì im? Không. Lấy giấy này nè. Dán đây hả? Nè, ghi lại cái hàng ở phía dưới á, gạch bỏ hàng ở trên đi. Cái số mà lúc nãy anh gọi 711 là của ai, của ba em hả? Dạ, của ba. Dạ. Anh gọi mà không thấy nghe máy, không biết. Có gì báo ba anh kiểm tra rồi nha. Dạ. Mỹ Duyên. Mỹ Duyên hả? Ừ, Mỹ Duyên chiếc đổ. Đi lại giúp anh nha, để không lộn á. Dạ. Cái này đổ rồi anh tắt mở lại cho nó lấy tín hiệu. Dạ. Rồi video xin kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Clip này thì qua kiểm tra wifi thì mình thấy chiếc wifi này yếu là do khá là nhiều người sử dụng đồng loạt đó. Nó là như vậy thôi nha.